Hello, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Nhím Sinh Review của mình. Mình là Tuấn, mình là chủ kênh ở kênh Nhím Sinh Review đây. Hôm nay mình sẽ sử dụng số màu này. Số màu của mình nó có này. Và tô lên một bức tranh về một chú thỏ đang ngồi trên này nhé. Bây giờ mình sẽ cho chú thỏ này trên vẽ chú thỏ này thành một chú thỏ màu cam nhé. Mình sẽ hướng dẫn các bạn tô làm sao cho đẹp mắt nhất và tối ưu nhất, nhanh nhất nhé. Thì các bạn tô làm sao mà đưa tay thật là đều nhé. Tì lực xuống phần màu này thì phải đều dẻo. Tay đưa dẻo để nét mực của chúng ta sẽ không bị đậm, bị nhạt, không bị tô chèm ra ngoài. Chỉ như vậy thì bức tranh của mình nó mới hoàn thiện, nó mới đẹp được nhé. Chỉ với 3 phút ngắn ngủ thôi các bạn có thể tô lên được một bức tranh siêu đẹp như này. Với những bức tranh được in sẵn như này thì mình có thể hoàn toàn mua ở trên các trang web, hoặc là các bạn có thể tự vẽ cũng được. Nên các bạn nào đang học muốn cách tô cho đẹp thì hãy xem hết video này hoặc vào trong kênh của mình, có rất nhiều các video khác đẹp hơn, tối ưu hơn có thể xuất hiện ở đây, các bạn có thể xem nhé. Đây là phần đuôi này. Ok. Vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn tô một bức tranh về một chú thỏ này. Cách tô này. Và hướng dẫn tô này. Làm sao cho nhanh nhất này, đẹp nhất này. Không bị chườm ra ngoài này. Thì mình đã hướng dẫn rồi nhé. Số đây là số bảng màu của mình để mình hoàn thiện bức tranh này. Rất là nhanh thôi. Mình kênh mình là kênh Nhím Sinh Review nhé. Mình có thể nhím viết ở đây này. Nhím này. Sinh này. Review. Ok. Cảm ơn các bạn xem video của Nhím nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn các clip tiếp theo nha. Bye bye.